Xin chào mọi người ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một số dự án kiếm tiền free online. Các bạn có thể kiếm được các đồng tiền điện tử free nhé. Thì nó có mấy cái dự án thì mình sẽ giới thiệu từng dự án một nhé. Mấy cái dự án này có điểm chung là chúng ta đều chatbot ở trên Telegram. Cái này là mình sẽ hướng dẫn luôn một thể cho các bạn nhé, mấy dự án luôn. Dự án đầu tiên là con Body này. Con này có ký hiệu là BYD. Dự án này sẽ nhận được một BYD nhé các bạn nhé. Thì các bạn chatbot theo hướng dẫn của mình để tham gia nhé. Các bạn ấn Start này. Ấn Partition. Theo dõi hai cái Telegram, theo dõi chuyên chờ thôi. Red chuyên lại pin được post. Thì các bạn cứ làm lần lượt thôi. Đây mọi người ấn Join vào trong mình. Quay lại thì mọi người ấn vào Join tiếp một cái group nữa này. Các bạn ấn theo dõi chút chờ này, like này, red train này, ok. Quay lại bot thì mọi người ấn vào protect, process, chuyên chờ username thì mọi người vào đây, copy là username. Chuyên chờ username thì mọi người vào đây, copy là chuyên chờ nhé. Mọi người paste vào. Tiếp theo nữa là mọi người sử dụng ví là ví ERC20. Các bạn sử dụng ví tập ví MetaMask hoặc là các bạn có thể sử dụng ví ở trên Chut Wallet. Ví ETH ở trên Chut Wallet các bạn nhé. Ok, các bạn ấn vào copy nhé. Mình sẽ sử dụng ví 1 này. Mọi người dán vào đây. Ok chưa? Rồi nhá, xong cái này nhá. Quay lại các bạn làm tiếp một cái dự án nữa này. Con này là xong rồi nhá, nhận một BYD nhá. Con thứ hai là các bạn sẽ nhận được 8 staker. Tức là nó sẽ tính stake và nó sẽ chia sẻ cái đồng mine in. Cái dự án này thì mình đã check khá là ngon mọi người nhá. Đấy, thì các bạn ấn vào join airdrop này. Nó sẽ tính cái stake này để nó phát cái coin cho mình dựa trên mà các bạn mà kiếm được càng nhiều stake thì các bạn sẽ càng được nhiều coin ấy. F. Các bạn sẽ đánh cái ấy này vào. Thì cái này nó cũng yêu cầu các bạn là theo dõi Twitter. Red twin với cái hashtag click một cái twin với hashtag này. Thì các bạn vào theo cho mình nhé. Ở đây thì mọi người sẽ ấn vào cái này thôi. Copy là cái này. Các bạn ấn vào twin. Ở đây các bạn sẽ ấn vào đây. Ở trên này thì mọi người sẽ copy lấy cái ấy của nó ở đây nhá, cái hashtag của nó ở đây thì mọi người dán cái hashtag vào. Sau đấy thì mọi người có thể vào trong cái Twitter của nó này, mọi người lấy cái một cái hình ảnh gì đấy đi. Mọi người có thể lấy cái hình ảnh này nhá. Các bạn ấn copy này. Đây thì mọi người có thể dán cái hình ảnh vào đây. Đấy, ok các bạn ấn vào twin nhé. Đấy thì twin xong thì các bạn thấy là đây là cái bài viết của mình và có hashtag các thứ đầy đủ nhá. Thì mọi người sẽ ấn vào profile. Ở đây thì nó yêu cầu là like our recent twin này. Ok, Facebook thì mọi người cũng làm như thế nhá. Ok, cái này thì xong rồi nhá. Facebook thì các bạn lại copy lấy cái bài viết này nhá. Cái bài viết lúc nãy của mình ở đâu nhá. Đây, bài viết của mình ở đây. Ok, các bạn ấn vào ấn một cái này thôi. Tại vì là ở trên Facebook nó khác ấy. Các bạn ấn thích này. Đấy, các bạn quay lại trang chủ này. Mọi người tạo một cái bài viết lên đây. Cái này thì các bạn bỏ mở là công khai ra. Enter này. Mọi người copy lại cái hashtag này nhá. Dán vào đây. Rồi, ở dưới thì mọi người có thể copy lại cái hình ảnh này. Paste vào đây. Đấy, các bạn ấn đăng.
quay lại đây thì mọi người ấn vào submit cho mình thôi. Join Telegram chat này, các bạn ấn vào join. Rồi, quay lại các bạn ấn đôn nhé. Twitter thì sau đấy các bạn gửi Twitter profile thì các bạn vào profile link. Copy là cái link này, paste vào đây. Dự án này dự là list sàn Uniswap đấy mọi người. Tiếp theo là mọi người vào Twitter, ấn vào cái link profile, dán vào. Tiếp theo là mọi người theo dõi Medium. Medium cứ phải bật fake IP ấy. Nếu mọi người không muốn thì mọi người ấn skip đi cũng được. Đấy, mọi người ấn follow này. Xong mọi người dán cái ấy nhé. Dán cái profiling vào đây. Dán cái profiling vào đây này. Flow mà nó cứ chơ chơ ra là sao ấy nhỉ? Rõ ràng nó hôm nọ sinh in rồi, hôm nay nó lại out là thế nào? Mà cứ bật IP lên rồi nó đơ. Hello. Cô nữa. No 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 no. Cô nữa. Cô nữa. Don't write. Hello, hello. Bố cái bọn hẳn sẻng ngu này. Tao mới mình ghét cái bọn hàn xẻng nhá. Lù 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 ấy. Mẹ đấm cho nó phát đấy. Bọn ngu này. Hướng dẫn nó còn không biết đường mà đi theo, nó còn đi ngược cái hướng dẫn của mình luôn. Tài thật. Cho nó tông vào cửa xong nó lại quay đi, lão nó lại phải đi quay lại thôi mọi người. Đấy mọi người dán vào bot cho mình nhá. Nói cái bọn Hàn trước là ngu, bực mình à. Kỳ thị cái bọn này luôn ý. Mọi người theo dõi Reddit nhé. Ẻo lại phải log in. Log in bao lần rồi nó cứ tự log out là sao ấy nhỉ. Các bạn continue with Google nhé. Rồi vào rồi thì các bạn ấn join này. Up lên cái này, up lên cái này. Vào đây ấn vào profile này, copy lấy tên này. Paste vào đây này. Được chưa? Cuối cùng mới là ví, vẫn là cái ví lúc nãy nha mọi người nha. Hai cái dự án này đều là một ví luôn nhé mọi người. Rồi ok, như thế là đã xong hai dự án nhé. Mình sẽ để link ở bên dưới video cho mọi người cùng tham gia. Đang ghi video mà cái bọn này nó quấy kinh quá ấy. Không có làm được mọi người. Nói cũng không nói được luôn. Đâm bực mình ra thôi nhé các bạn nhé. Dừng ở đây nhé các bạn nhé. Hai dự án thôi, còn cái dự án khác thì mình sẽ làm video khác nhé. Ok các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.